Hello mọi người và xin chào các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Và chúng ta lại được gặp nhau ở cái video mới rồi. Thực ra dạo này mình với các bạn có thể là gặp nhau hơi nhiều một chút đúng không? Là vì là do cuối năm cho nên là mình cũng có một số những cái thời gian rảnh, cũng như là có khá là những cái điều bổ ích mà mình muốn chia sẻ nó với các bạn. Chính vì vậy cho nên là các bạn nếu thấy hay thì nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và ở cái video ngày hôm nay cũng giống như khá là tương tự với cái video của năm trước, là sẽ là những cái bộ outfit mà mình mặc trong cái dịp Tết sắp tới, dịp Tết Nguyên Đán năm 2020. Và cũng có một số bạn là khá là tò mò xem là mình mặc gì vào ngày Tết, để các bạn có thể có thêm những cái bộ outfit mà có thể là gọi là tham khảo, và rồi cùng về mix and match lại và cho ra một cái bộ outfit là hoàn chỉnh để mặc cho những ngày Tết sắp tới. Và đây các bạn không biết thì ở trên Instagram của mình có up những cái hình outfit, các bạn có thể lên đó để biết thêm về outfit, xem mình mặc nó như thế nào, và các bạn có thể về để mix and match lại và để cho ra một cái bộ outfit hoàn chỉnh trong ngày Tết. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng bắt đầu vào cái phần chính của cái video này nhé. Và nếu như mà mọi người đang xem cái video này đúng vào cái ngày mà mình up video này lên á, là sẽ là còn khoảng 3 ngày nữa là đến Tết rồi. Hôm nay đã là 27 Tết rồi. Và để trước khi để có thể biết được là các bạn sẽ mặc gì vào dịp Tết sắp tới á, là các bạn cần phải lên cái thời tiết và xem là đến cái ngày Tết của các bạn ở cái vùng của các bạn đang ở là nóng hay lạnh. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ điển hình là ở cái miền Bắc mà mình đang ở, Tết là rơi vào thứ bảy, nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng tầm từ 18 độ C cho đến 13 độ C. Với cái nhiệt độ này thì nó khá là rét. Ở cái lịch thời tiết của mình sẽ ghi bao gồm là khoảng tầm là 4 ngày sau đó, thì là thường thường cái nhiệt độ sẽ trung bình từ 18 cho đến 12 độ C trong 4 ngày đó. Ở ngay chính cái đằng sau cái background của bạn đây là đều là những cái quần áo mà mình đã soạn ra để có thể mặc trong 5 ngày Tết sắp tới, tương đương với 5 bộ outfit. Và bây giờ mình với cả mọi người sẽ cùng vào với cả một cái bộ outfit đầu tiên, bộ outfit mặc cho cái ngày mùng 1. Và cái cách ăn mặc của mình ở năm nay nó có một chút thay đổi so với năm ngoái, là mình thường là sẽ ưu tiên sự tối giản lên hàng đầu, mà tối giản đó sẽ vẫn rất là đẹp. Chính vì vậy cho nên ở ngày mùng 1 mình sẽ mặc một cái bộ outfit nó có hai màu chủ đạo là màu đen và màu kem. Ở năm ngoái thì mình có nói đùa đùa với các bạn rằng là đầu năm mặc màu đỏ thì cả năm sẽ đỏ, nhưng mà nó sẽ là một đỏ một chút thôi. Còn ở năm nay thì mình sẽ mặc hoàn toàn một cái tông màu nó cực kỳ là basic, là bao gồm là màu kem và màu đen. Và chính vậy mình sẽ mặc một cái quần Âu của Zara, có cái ống quần là ống quần Âu, cho nên là nó sẽ là một cái ống quần suông, không hề có một cái điểm gì là gọi là một cái điểm nhấn gì trên cái chiếc quần này cả. Đây sẽ là một cái quần mà mình mặc, cùng với cả mình sẽ mặc thêm một chiếc áo nữa. Nó là một cái chiếc áo mà mình đã từng unboxing rồi. Đằng trước ngực thì có chữ hai rod. Thì đây là một cái áo t-shirt của một cái hãng local brand mà mình đã từng làm cái video riêng rồi. Vì sao mình đã chọn là cái áo này? Vì cái áo này nó là một có một cái hình họa tiết ở đây rất là đơn giản, nó có chữ hai rod ở đằng trước thôi. Ngoài ra thì nó không có thêm hình nào ở đằng trước cả. Ở đằng sau thì có một cái hình tia lửa và một cái logo của hai rod luôn. Nhưng mà đến khi mà mình mặc jacket vào rồi ấy thì nó lại che mất hình đằng sau đi, cho nên là cũng không ảnh hưởng quá là nhiều về cái hình ở đằng sau nhiều quá. Mình cuối cùng thì mình sẽ mặc một cái áo jacket. Thì cái áo jacket là mình mặc là một chiếc áo jacket mà mình cũng mới order về để mặc cho dịp Tết sắp tới cũng như là sau này luôn. Và thì là một chiếc áo teddy jacket của Sealine. Nếu như các bạn không biết, Sealine là một cái hãng thời trang nó khá luxury, cho nên là nó sẽ làm ra một cái chiếc áo teddy. Các bạn nhìn này nó khá là giống với cái gì các bạn biết không? Nó khá là giống với cả chiếc áo teddy của Celeron, nhưng mà đổi lại là cái phần vạch kẻ này này, nó không phải là hai vạch mà nó lại là một vạch. Và cái chất liệu vải của cái này nó làm thực sự là nó khá là khác với những cái chất vải bình thường. Nó là một cái chất liệu như là một cái chất liệu vải dạ, nhưng mà nó mình nghĩ là nó khá là khó vệ sinh, cho nên là mình sẽ cố gắng giữ cái áo này cẩn thận. Và nếu như mà giặt thì chắc chắn là mình sẽ giặt bằng hơi rồi. Điều mình thích nhất ở trên chiếc áo này á, nó không phải là nằm ở cái chất vải cũng như là cái đường kẻ này, mà nó nằm ở cái đường kẻ ở cổ. Các bạn có thể thấy là đợi mình một chút để mình sẽ bỏ cái móc áo ra để cho các bạn có thể hình dung hơn về cái phần cổ của nó. Các bạn có thể thấy là cái phần cổ của nó ấy được làm theo như cổ một chiếc áo sơ mi, nhưng mà ở cái phần viền cổ này thì lại có thêm một chút cái màu kem của cái phần đường kẻ này nữa. Cho nên là chính vì vậy mình cóp cái chiếc áo này thì cái cổ nó rất là đẹp, nhưng mà đến khi mà các bạn mặc vào và các bạn cài hết cúc lên ấy thì nhìn nó thực sự như một chiếc áo pyjama. Các bạn nên lưu ý là về cái form áo của Sealine này,
nó sẽ là một cái form áo ngắn hơn và nó sẽ ôm sát người hơn so với những chiếc áo của Saint Laurent. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc về cái vấn đề chọn size. Và ở trong này chúng ta sẽ có một cái lớp lót vải nylon bình thường. Ở đây sẽ là gắn tag của C-Line. Và ở mặt bên trong này thì sẽ có một cái túi trong để đựng đồ cũng như là một cái tag của sản phẩm và ghi size luôn. Cuối cùng là mình sẽ đi một cái đôi giày, nó khá đơn giản nhưng mà nó sẽ đem lại cho các bạn một cái sự luxury gì đó nhất định. Và đó chính là mình sẽ đi đôi Gucci. Ở thì đây là cái đôi Gucci mà mình đã mua từ cách đây khoảng gần 2 năm rồi. Ở cái phần gót của nó là gót bằng cá sấu, nó có gót một cái gót gân gân lên như kiểu là cá sấu màu rêu. Ở hai bên này thì không hề có một cái charm hay là một cái trang trí nào cả. Ngoài ra thì mình mặc cái quần âu ấy, khi mà mình mặc nó sẽ hở lên một đoạn giữa cái phần cổ chân và phần ống quần. Và đó là cái outfit của mình về cái ngày mùng 1. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng với cả cái bộ outfit thứ hai tương đương với cái ngày mùng 2 Tết. Ở cái ngày mùng 2 này thì mình sẽ mặc một chiếc áo jacket màu trắng. Thì đây là cái áo jacket mà mình đã nói khá là nhiều ở trên những video trước rồi. Là cái áo này là mình được tặng ở Zara. Ở phần tay áo nó sẽ có màu xám. Mình sẽ mặc thêm một chiếc áo flannel màu đỏ bên trong nữa. Đây là một chiếc áo flannel của Stone Island. Mình sẽ để tạm thời ra đây để có thể là cho các bạn hình dung rõ hơn. Rất là basic. Và mình cũng đã từng làm video review rồi của X5. Và không thể thiếu được đó chính là một cái phụ kiện mà mình rất là yêu thích. Đó chính là một cái bandana. Và ngoài ra thì mình sẽ mặc một chiếc quần jean jacket ở hai nịp low out và cũng như là có cái phần zipper mà mình tự thiết kế ra. Như vậy là chúng ta đã đủ khá khá với những cái bộ outfit này rồi. Mình sẽ có một cái chiếc quần jean jacket ở đây, cũng như là một chiếc áo t-shirt màu đen của X5, một chiếc áo jacket, một chiếc áo jacket của Zara và một chiếc áo flannel của Stone Island màu đỏ. Và một chiếc bandana để có thể buộc vào cặp quần này, nó sẽ tạo điểm nhấn hơn cho các bạn về cái outfit này. Và đầu tiên thì mình sẽ mặc một chiếc quần jean jacket có hai cái phần nịp low out ở đây, cũng như là hai cái phần zipper ở hai phần đầu gối này. Và mình sẽ mặc một chiếc áo t-shirt màu đen của X5 để có thể là nó, vì cái chiếc áo này nó khá là form là oversize cho nên là nó sẽ dài qua mông mình và đồng nghĩa với việc là mình có thể layer được. Chính vậy mình sẽ mặc thêm một chiếc khoác ở bên ngoài cái áo t-shirt đen vừa rồi, một chiếc áo flannel của Stone Island màu đỏ mà nó đã gắn bó với mình từ những cái ngày mà mình đã chụp outfit đầu tiên rồi. Và cái bandana này mình sẽ dùng để nó để buộc ở cái cặp quần. Mọi người có thể xem cái video bên cạnh đây để có thể hình dung rõ hơn là mình sẽ để buộc cái bandana này ở như nào ở cái phần cặp quần này. Mình sẽ chỉ là để là một đoạn phần chữ tam giác này của nó thôi, chứ không phải là mình buộc kiểu như này. Cho nên là nếu mà buộc kiểu như này nó khá là nhiều người buộc rồi, cho nên là mình không thích nó. Mình đã buộc cái kiểu là nó chỉ hở một đoạn chữ V, mình sẽ buộc cái kiểu là nó sẽ chỉ hở một cái đoạn tam giác này thôi. Và cuối cùng thì các bạn có thể thấy rồi là nó đã bao gồm là màu đỏ, màu đen và màu trắng. Không thể thiếu được đó chính là đôi giày Vans Style 36 mà mình đã đi cũng khá là nhiều. Đối với cái outfit này, khi mà các bạn mặc cái quần jean jacket á, mà chỉ cần cởi một chút nhẹ zipper ra thôi là thực sự rất đẹp luôn. Bởi vì là mình thấy là cái giày van này nó khá là fit với cả những cái quần jean jacket mà có zipper, thực sự nhìn trông rất là mê. Ok, và như vậy là chúng ta đã xong hai outfit rồi và đến cái bộ outfit thứ ba. Cái bộ outfit thứ ba này thì nó khá là đơn giản nhưng mà nó lại đem lại cho các bạn một cái sự gì đó gọi là hybrid. Ở đây thì mình sẽ mặc một chiếc áo t-shirt Off-White Galaxy. Thì đây là một cái season nó khá là cũ rồi, nó khá là lâu rồi mà mình mặc đến nỗi mà mình giặt nó ấy, đến cái tag này của nó mình giặt nó bị bạc màu gần hết, bay màu gần hết rồi. Cho nên là mình sẽ mặc một chiếc áo t-shirt của Off-White mà là bản Galaxy. Ở đây là mặt sau của nó. Và mình sẽ mặc thêm một chiếc quần jean màu xám của Zara. Và nếu như các bạn mà nào mà có theo dõi video của mình ấy thì cũng biết đây là những cái quần jean mà mình cũng cóp, mà mình cũng đã làm một cái video riêng rồi. Cũng như là mình cũng hay cho cái quần này lên trên video này lắm. Ở phần ống quần của nó thì nó không phải là vắt sổ như bình thường mà nó là cắt thành những cái mảnh, những cái phần distress jacket như này ở cái phần ống quần. Tiếp theo đó thì mình sẽ mặc một chiếc áo bomber jacket của Toby Street Square. Và nếu các bạn không biết thì cái áo của cái bomber jacket này của Toby Street Square và nó giá khá là giống với cả cái form áo bomber của Phil God mà mình đã từng sử dụng nó cái phiên bản màu cam. Nó cũng khá là ôm ở cái phần eo này. Ngoài ra thì ở cái phần ống tay của nó thì có những cái phần stacking. Cái phần stacking này làm thực sự rất là chất lượng luôn. Cái chất vải của nó thì phải nói với các bạn một câu rằng là mặc thực sự rất là ấm. Chính vì vậy cho nên là mình sợ bị nóng quá, cho nên là mình mới mặc bên trong một chiếc áo t-shirt của Off-White. Và cuối cùng mình sẽ đi một cái đôi giày. Đố các bạn biết là đôi gì ấy. Đó chính là đôi giày Paranoid Nike Air Force One Paranoid. Thì đây là một cái đôi giày mà mình vừa mới unboxing
từ cái video trước. Nếu như các bạn không xem thì các bạn có thể bấm vào cái phần chữ Y ở bên tay trái, bên tay phải của cái video này để xem về cái mình unboxing ở cái đôi Paranoid này. Ngoài ra thì mình cũng vừa mới cho em nó đi dán sâu, dán đế giày để có thể là nó chống mòn cái đế giày này và bảo quản cái đế giày này được lâu hơn. Mình đã đổi cái dây giày này sang cái phần dưới rồi. Nó khá là giống với cả cái dây giày của anh GD mà đã từng thắt nó. Về cái outfit này thì các bạn có thể thấy là mình mặc nó trông khá đơn giản và basic. Và nếu như mà người ngoài nhìn vào thì nó sẽ đem được một cái ấn tượng gì đó của cái phần dây giày này. Bởi vì là nó nhìn cái dây giày này trông rất là lạ và nhìn trông rất là hay. Và ở cái outfit thứ tư của mình thì mình sẽ mặc một cái quần jean rách màu xám của Minimal. Thì đây là một cái quần jack M1 stretch của Minimal, cái bản màu xám. Có hai cái phần bit stretch ở đây cực kỳ là tỉ mỉ và đẹp. Thì nói thật với cả các bạn là từ lúc mua đến nhưng mà đến tính đến cái thời điểm hiện tại mà mình mặc nó vào cái ngày mùng 4 mà mình có mặc outfit á, là mình mặc cái quần này được hai lần. Một cái lần đầu tiên mình mặc mà khi mà mình mới mua về để mặc nó với cả một chiếc áo màu xám của Minimal luôn. Và bản mình mua này là bản stretch cho nên là nó sẽ có thêm được khoảng tầm 2% là spandex, cho nên là các bạn sẽ có một cái độ co giãn vừa phải và nhất định, không quá là co giãn đâu, cho nên là các bạn yên tâm là cái form quần lên sẽ rất là đẹp. Ngoài ra các bạn có thể mặc một cái áo t-shirt màu trắng bất kỳ nào đó cũng được, nhưng mà mình sẽ chọn off-white vì là nó sẽ có thêm một cái hình đằng trước như này. Tiếp theo thì mình sẽ khoác thêm một chiếc áo gọi là Varsity Jacket của Snazzy Clothing. Cái chiếc áo này thì cũng là một cái chiếc áo mà mình được một cái người thực sự rất là quan trọng của mình tặng, và mình chắc chắn là sẽ giữ cái áo này nó cẩn thận và sẽ bảo quản nó rất là tốt. Bởi vì là hai cái phần da này của nó là một cái bằng là da tổng hợp, cho nên là cái độ bền của nó không được cao, nhưng mình sẽ cố gắng giữ nó cao nhất có thể. Về đây là một cái bộ sưu tập mới, collection mới của Snazzy Clothing. Nếu như các bạn không biết thì Snazzy Clothing là một trong những cái local brand mà đã theo mình đến những cái ngày mà mình mặc những cái đồ local brand đầu tiên rồi. Và mình đã sở hữu khá những cái bộ sưu tập, cái bộ collection của họ. Và đây là một cái áo Varsity Jacket thuộc trong cái bộ sưu tập là The Lavish của Snazzy Clothing. Về cái thiết kế áo của áo này thì các bạn mặc vào ấy thì mình có một cái điều là mặc vào là auto là sang chảnh. Bởi vì hai cái phần này của nó bằng da và ở cái phần này của nó sẽ là bằng dạ. Ở trên này sẽ thêm một cái chữ gọi là Lavish màu vàng ở bên ngực trái. Ở phần cổ của nó thì sẽ làm được cái tông màu chủ đạo của cái này sẽ là bao gồm là màu đen, màu vàng và màu nâu. Nó là một cái tông màu, các bạn nghe nâu nó nghe là hơi già một chút thôi, nhưng mà mặc vào thì thực sự rất là sang. Bởi vì là hai phần bên vai của nó thì sẽ làm bằng một cái chất liệu vải và kiểu vải da báo. Về cái phần đường kẻ màu nâu ở cổ này, nó sẽ tương ứng với cả cái phần cổ ở cái phần ống tay này và ở cái phần chun của cái dưới của áo luôn. Sẽ có 22 chiếc túi khá là giống với cả những chiếc áo teddy jacket mà của những hãng nổi tiếng đã làm. Và ở phần áo này cũng có thêm được những cái detail nó khá là fit vào cả phần vai, thì bạn có thể liên tưởng tới là nó khá là giống với cả cái chiếc áo teddy jacket của C-Line mà mình đã vừa mặc ở cái outfit đầu tiên. Nó thực sự rất là đẹp và sang trọng. Và đồ cùng thì mình sẽ đi một cái đôi giày mà gắn bó với mình rất là lâu rồi, đó chính là đôi Easy Oreo. Thì đây có là một cái đôi giày mà mình mua từ những cái ngày mà mình bắt đầu gọi là có một chút đam mê về sneaker ấy. Là mình đã mua cái đôi này là size 10. Và mình sẽ mặc nó với cả, và mình sẽ mặc nó cùng với cả cái quần jean của Minimal, và mình sẽ mở thêm một chút zipper. Đối với các bạn không, các bạn phải hiểu là đối với các bạn mặc quần jean của Minimal á, là nên chọn cái quần jean có zipper và mở lên một chút zipper cùng với cả những cái đôi giày Easy này hoặc là những cái đôi Vans, thì thực sự là nó sẽ ôm sát được cái phần cổ lưỡi gà của các bạn luôn, thì nhìn cực kỳ đẹp. Và cuối cùng là cái outfit thứ 5, cũng như là tương ứng với cả cái ngày mùng 5 Tết của mình, là mình sẽ mặc một cái bộ outfit nó cũng khá đơn giản, là mình đã thường xuyên mặc nó để đi chơi. Mình sẽ mặc một chiếc quần jean rách có hai phần distress, hai phần knee blowout của nó ở đây. Và quần này thì tuyệt đối là không có zipper của Snazzy Clothing mà mình đã mặc khá là nhiều rồi. Và mình cũng sẽ mặc thêm một chiếc áo hoodie của Manot Claw. Thì đây cũng là một chiếc áo hoodie mà mình cũng mặc khá là nhiều. Là đây là một cái chiếc áo mà do chính mình tự thiết kế và gửi tới mọi người những cái sản phẩm chất lượng nhất. Và nếu như các bạn có quan tâm đến Manot Claw thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể vào đó để biết thêm về Manot Claw. Ở đây thì sẽ bán những cái đồ essential mà mọi người cần thiết có trong cái đồ của mình. Và tiếp theo thì mình sẽ khoác thêm một chiếc áo jacket của Zara nữa mà mình cũng đã unboxing rồi. Đây là một chiếc áo jacket của Zara có cái vải là da lộn.
màu xám, nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ là một cái chất liệu luồng giãn lộn, cho nên là nó cũng không có quá nhiều những cái điểm nhấn ở trên cái bộ outfit này. Và cuối cùng là mình sẽ đi một cái đôi giày là Wave Runner. Ở đây thì mình sẽ đi đôi giày Wave Runner Easy 700 của Adidas. Thì đây là một cái đôi giày mà mình cũng làm một cái video unboxing riêng rồi trong đợt khoảng tầm năm ngoái, khi mà mình unboxing một đống đồ cùng với cả Champion các thứ đấy. Thì đây là cái đôi giày, chính là cái đôi giày đó. Và như vậy là tổng hợp 5 bộ outfit mà mình sẽ mặc trong những ngày Tết sắp tới. Và các bạn mặc những cái bộ outfit nào thì có thể comment ở bên phía dưới để cho mình biết. Và nếu các bạn có thể muốn mình là trao đổi thêm về outfit của các bạn thì các bạn hãy follow Instagram của mình và direct trực tiếp ở trên cái Instagram của mình. Mình sẽ reply 100% các bạn và cùng trao đổi về cái outfit để các bạn có thể có những cái bộ outfit đẹp nhất. Nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel cho mình để mình có thể có thêm động lực những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau Tết, và mình sẽ cố gắng ra những cái video bổ ích hơn cho mọi người. Và chúc mọi người có một cái năm mới an khang thịnh vượng, cũng như là có rất là nhiều tài lộc. Và nhớ là đừng quên ủng hộ mình nhé. Peace.